Bữa ăn sáng hay sao ăn được nữa? Bảo ăn gì đây? Ăn cháo ăn thì ăn lưng bát cháo đi, ăn thua gì? Có hôm nay bát tô đầy đấy. Lưng bát cháo ăn thua gì? Bảo ăn bánh à? Bảo ăn bánh đâu đây? Con chim rồi. Đi đâu? Ăn ngon rồi để dành đến chiều nhé. Bà cầm cho. Con cầm mà dính cho người ấy. Ngon quá. Ngon không? Chưa vào đúng không? Cái gì? Cắn đi rồi. Không sờ đấy con. Bà cắn to thế. Bà nội ơi, bà cắn to thế. Bà cắn to thế à? Mà cắn thế này rồi à? Ừ. Đây cắn này, con cắn này này. Ui, bảo cắn to thế. Cháu ngã con, đằng sau ấy. Bảo cắn nhau to thế. Con cháo đâu, thi thoảng tuần nay hôm nay con cháo. Thiếu bơm nước con tắm con nhá. Mày quên không mang cái phao về bơm nó tắm cho Linh và Long với nó vào tắm cái phao như cái bể bơi. Bảo cắn to thế. Úi giời, bảo cắn to thế. Bảo Vân Loan nào, bạn làm bánh bảo phải làm cho Ninh cái, bảo Long cái, cô nào cũng hai đứa hai cái. Bà có bán có được Bán được, bán cửa mình bán được. không? Qua ra thấy một đống vàng chỉ mặt buồn à. Chưa hết. Về con ăn đi kìa. Bố ra bố ăn mất đi à? Ông ngủ đâu? Ngủ đi. Ông ngủ đâu? Bảo tí nữa bảo ăn bảo ra ngủ đâu nhá. Kìa, không ngã ra sau kìa con. Thằng này nó ngã ngay cái thằng này. Đi xuống con ơi. Cắn to thế. Cắn to đi nhé. Cắn.
vẫn còn không nhảy. Ai mà cắn miếng to thế chẳng. Cắn miếng bé thôi không nôn nữa con ạ. Cắn miếng bé thôi. Úi giời, cắn miếng bé, cắn miếng to thế. Đứa nào hay kêu à. Ai kêu bảo kêu. Không phải bố chiến kêu mà bảo kêu bà bé không bảo kêu à. Cái gì ấy? Ok. Chán rồi. Cất đi nhá. Cất đi. Mà cất đến chiều ăn nhá. Nào. Cất vào đây. Ở kia đây đi cắn ăn thôi. Cắn miếng nhá thôi. Nào con đang trèo lên ngã rồi. Chiều chị Linh đi học về, chị Linh chiều là đi học tiếng Anh, tiếng Pháp thì mà. Hay chiều đi bơi chị Linh con. Đi bơi không? Chị Linh đi bơi buổi sáng. Chim nào bơi? Chim cái kìa. Chiều nó vẫn đi bơi. Chim bơi, chim bơi, chim cá chưa? Dân buổi chiều vào. Nó làm trên núi pháo á? Làm trên chỗ đường nhà ông ấy. Kìa kìa, bảo ơi không ra đây ngã chưa? Đường ở bên trên nhà nhà khám sẽ vào núi pháo của đáy. Làm bể bơi to à? Bể bơi của ấy ai? Mình... Ai làm? Hà Nã. Nó làm riêng à? Ừ. Đông đứa bơi lắm anh nhỉ? Đấy, lấy nước ở suối vào, ấy, lấy nước ở nhà nó khoan đến. Còn người này phải ăn miệng bát cháo, bát miệng bát ô tô, cần miệng bát ô tô mới phải. Kè. Dính đây.